Thanh niên được coi là một bộ phận nòng cốt, nhiệt huyết, mang trong mình sức mạnh của tuổi trẻ và không quản ngại khó khăn gian khổ, sẵn sàng cống hiến trong bất cứ hoàn cảnh nào. Trong đại dịch COVID-19, thanh niên cũng là lực lượng đông đảo, mạnh mẽ trong tuyến đầu chống dịch. Những y bác sĩ tuổi còn trẻ ngày đêm cống hiến trí lực giúp nhân dân, người bệnh vượt qua khó khăn. Và họ được nhân dân vinh danh với danh hiệu người chiến sĩ áo trắng. Không những vậy, nhiều hoạt động sẻ chia tình cảm, lòng yêu thương đến mọi người cũng bắt nguồn từ thanh niên bằng việc phát khẩu trang, tặng quà cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Trong đợt lũ lịch sử tại miền Trung vừa qua, thanh niên cũng là bộ phận tích cực tham gia công tác tìm kiếm cứu hộ cứu nạn các nạn nhân. Các nghĩa cử cao đẹp trong cơn lũ cũng xuất phát từ thanh niên. Vì cái bản chất của thanh niên vẫn là yêu nước, vẫn là sáng tạo, vẫn là muốn có cái gì đó mới mẻ. Thành ra có lãnh đạo hay không lãnh đạo, phong trào hay không phong trào, họ vẫn lao vào, họ để thể hiện mình. Mà cái thể hiện mình rất là xây dựng, rất là tốt, rất là tích cực. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định, một năm khởi đầu từ mùa xuân, một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội. Sức trẻ có thể đào núi và lấp biển. Hiện nay, với tinh thần đó, tầng lớp thanh niên vẫn đang nỗ lực phấn đấu, xung kích tình nguyện, đổi mới sáng tạo, khẳng định rõ vai trò của tuổi trẻ trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Những chỉ dẫn của Bác với thanh niên, chúng ta thấm thía tình cảm của Bác, niềm tin, hy vọng của Bác dành cho tuổi trẻ, làm được điều gì tốt đẹp nhất cho lý tưởng sống, cho phục vụ Tổ quốc nhân dân. Nhất là đạt đến cái kỳ vọng là đất nước Việt Nam phát triển mạnh mẽ, thực hiện khát vọng dân tộc, khát vọng về một dân tộc trường tồn, một dân tộc cường thịnh như Đảng ta nói, thì đấy là trọng trách của tuổi trẻ chúng ta. Và tôi tin các bạn sẽ làm được tốt đẹp nhất những điều chỉ dẫn. Mang trên vai trách nhiệm là lực lượng tiên phong trong các phong trào xây dựng đất nước, mỗi thanh niên Việt Nam đang không ngừng tự xác định cho mình một lý tưởng sống cao đẹp, ra sức thi đua rèn sức luyện tài để phục vụ công cuộc phát triển đất nước, đưa Việt Nam sánh vai với các cường quốc Nam Châu như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn.